Chào bạn, hôm nay shop xe đạp, hôm nay ngày 27 tháng 6 năm 2021, shop xe đạp Hưng My xin giới thiệu mẫu Genix Tempo 1.0. Khung sườn con này được làm bằng nhôm, phuộc là phuộc thép, ghi đông bô tăng có viền nhôm, tay đề Shimano Shift, cùi đề cùi đĩa Shimano Tourney. Cấu hình con xe được trang bị cấu hình là 3 đĩa 7 líp. Màu sắc con này màu đen cam. Tên con xe, thương hiệu con xe là Genix Tempo 1.0. Giá xe đang được bán với giá chỉ có 4.650.000, 4.650.000. Ngàm thắng là ngàm thắng gom. Khung sườn con này được làm bằng nhôm, phuộc thép, ghi đông bô tăng có viền nhôm. Bây giờ shop sẽ tiến hành quay cận cảnh chi tiết cho bạn xem. Tên con xe, thương hiệu con xe là Genix Tempo 1.0. Xe được trang bị hai thắng chính và hai thắng phụ. Tay thắng là Win Zip, ngàm thắng gom Win Zip. Niền con này niền cao 4 phân, cam là cam tròn. Tên con xe, thương hiệu con xe là Genix Tempo 1.0. Giá xe đang được bán với giá chỉ có 4.650.000, 4.650.000. Win Zip, hai tháng 9 và hai tháng phụ. Tay đề con này là tay đề Shimano, tay đề Shift. Shimano Shift. Tay đề vặn. Tên con xe, thương hiệu con xe là Genix Tempo 1.0. Khung sườn nhôm, mối hàng vẫy cá, yên là yên Genix, pedal theo xe pedal thường. Ngàm thắng gom Win Zip, Win Zip. Ngàm thắng gom Win Zip. Khung sườn con này được làm bằng nhôm, yên là yên Genix. Pedal theo xe là pedal. Pedal theo xe là pedal thường. Tên con xe, thương hiệu con xe là Genix Tempo 1.0. Giá xe đang được bán với giá 4.650.000. Con này hôm nay hàng mới về nha, bữa giờ hết hàng quá trời người hỏi luôn. Anh ơi, Tempo 1.0 về chưa? Anh ơi, hàng về chưa? Hôm nay anh gọi lại không nghe máy hết, buồn ơi là buồn. Tên con xe, thương hiệu con xe là Genix Tempo 1.0. Giá xe đang được bán với giá 4.650.000. Con này hôm nay hàng về về số lượng nhiều nha bạn nha, về tới 30 mấy chiếc luôn. Há hồ mà lựa chọn. Tên con xe, thương hiệu con xe là Genix Tempo 1.0. Giá xe đang được bán với giá chỉ có 4.650.000. 4.650.000. Sườn nhôm, mối hàng vẫy cá. Màu sắc con này màu đen cam. Tên con xe, thương hiệu con xe là Genix Tempo 1.0. Vỏ xe TCZ, xe vỏ 700x25. Ngàm thắng gom. Xe được trang bị đi dây ngoài. Yên là yên Genix, pedal theo xe pedal thường. Chất liệu nhôm 6061. Size con này là size 46.5, size 46.5. Genix là hàng thương hiệu thiết kế design theo phong cách Italia. Chế độ bảo hành khung sườn do công ty Genix đứng ra chịu trách nhiệm bảo hành và phân phối là 5 năm. Tên con xe, thương hiệu con xe là Genix Tempo 1.0. Giá xe đang được bán với giá chỉ có 4.650.000, 4.650.000. Pedal theo xe là pedal thường. Yên là yên Genix, ngàm thắng gom Win Zip, Win Zip. Tên con xe, thương hiệu con xe là Genix Tempo 1.0. Địa chỉ mua hàng là 184/8 đường Nguyễn Văn Lượng, phường 17, quận Gò Vấp. Cùi đề đĩa Shimano Tourney tay Z, giò dĩa Genix. Cùi đề đĩa Shimano Tourney TZ, giò dĩa Genix. Trục giữa con này bạc đạn. Bánh trước, bánh sau dùng ti bật tháo mở nhanh. Sơn con này là sơn 7, clip con này là clip vặn 7 ATA Index Review. Clip là clip vặn 7 ATA Index Review. Sơn là sơn 7, clip là clip vặn 7 ATA Index Review. Cùi đề clip là Shimano Tourney TZ. Cùi đề clip là Shimano Tourney TZ. Clip là clip vặn 7 ATA Index Review. Genix Tempo 1.0, màu sắc là màu đen cam. Tên con xe, thương hiệu con xe là Genix Tempo 1.0. Giá xe đang được bán với giá chỉ có 4.650.000. Vỏ xe TCZ, xe vỏ 700x25. Xe khung con này size 46.5. Cùi đề clip là Shimano Tourney TZ. Clip là clip vặn 7 ATA Index Review. Clip là clip vặn 7 ATA Index Review.
cùi đè lip là Shimano Tony TZ. Cùi đè đĩa con này được trang bị cùi đè đĩa Shimano Tony TZ. Dò dĩa con này dò dĩa Chinix. Chinix là hàng thương hiệu thiết kế design theo phong cách Italia. Chế độ bảo hành khung sườn con này lên tới 5 năm. Chụp giữa con này bạc đạn, bánh trước, bánh sau dùng ti bật tháo mở nhanh. Sơn con này là sơn 7, lip con này là lip vặn 7. Tên con xe, thương hiệu con xe là Chinix Tempo 1.0. Màu sắc con này là màu đen cam. Giá xe đang được bán với giá chỉ có 4.650.000, 4.650.000. Dò dĩa Chinix cùi đè đĩa Shimano Tony TZ. Chinix là hàng thương hiệu thiết kế design theo phong cách Italia. Chế độ bảo hành khung sườn con này lên tới 5 năm do công ty tập đoàn Chinix đứng ra chịu trách nhiệm phân phối và bảo hành. Ngàm thắng là ngàm thắng gom, khung sườn con này là khung sườn nhôm. Tên con xe, thương hiệu con xe là Chinix Tempo 1.0. Giá xe đang được bán với giá chỉ có 4.650.000, 4.650.000. Tay đè vặn Shimano Six. Khung sườn con này được làm bằng nhôm. Ngàm thắng là ngàm thắng gom. Tên con xe, thương hiệu con xe là Chinix Tempo 1.0. Giá xe đang được bán với giá chỉ có 4.650.000, 4.650.000. Chinix là hàng thương hiệu thiết kế design theo phong cách Italia. Chế độ bảo hành khung sườn lên tới 5 năm. Màu sắc con này là màu đen cam trắng. Tên con xe, thương hiệu con xe là Chinix Tempo 1.0. Giá xe đang được bán với giá chỉ có 4.650.000, 4.650.000. Địa chỉ mua hàng là 184/8 đường Nguyễn Văn Lượng, phường 17, quận Gò Vấp. Số điện thoại mua hàng là 0937009995. Rất đẹp nha các bạn nha. Giá thì hợp lý, 4.650.000. Kiểu dáng thì thương hiệu của Ý, Italia. Các bạn có thể tra trên những trang thông tin nước ngoài, các bạn thấy người con này xuất cho thị trường châu Âu rất nhiều. Tên con xe, thương hiệu con xe là Chinix Tempo 1.0. Giá xe đang được bán với giá chỉ có 4.650.000, 4.650.000. Niền con này niền cao 4 phân. Bánh trước, bánh sau dùng ti bật tháo mở nhanh. Tay đề Shimano, cùi đề, cùi đĩa Shimano, dò dĩa Chinix. Màu sắc đen cam trắng. Tên con xe, thương hiệu con xe là Chinix Tempo 1.0. Giá xe đang được bán với giá chỉ có 4.650.000, 4.650.000. Địa chỉ mua hàng là 184/8 đường Nguyễn Văn Lượng, phường 17, quận Gò Vấp. Số điện thoại mua hàng 0937009995.